Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 447 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Vạn mệnh lôi chỉ vừa vào trong thân thể, đánh tan ý chí của Lôi Đế Thiên Quân di lưu ở trong đó. Ngay lập tức kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn mở rộng ước chừng gấp 4 lần, lôi chỉ này lơ lửng ở trong thần trận, biến thành một cái mắt trận, tương xứng với chí bảo Tam Thập Tam Thiên cũng có một cỗ lực lượng lôi đình hủy diệt không gì sánh kịp. Ở bên trong thần trận tung hoành sát phạt khắp nơi. Phương Hàn đứng dậy, vung tay lên, một mảng lôi quang bay ra ngoài, hóa thành cây đại kỳ tung bay phần phật trong thiên địa. Bên trong cơ thể hình thể vận mệnh lôi trì vừa trấn áp thành mắt trận, cùng lúc đó Phương Hàn còn đang không ngừng vận dụng số mệnh thuật nuốt sạch khí niệm nguyên thủy nhất ở chỗ sâu trong lôi trì này. Cắt đứt số mệnh lôi trì để cho sau này cho dù là gặp lại chân thân Lôi Đế Thiên Quân chủ nhân của lôi trì, cũng không có khả năng thu trở về được. Trong lòng của ta hiện tại đích thật là cảm nhận được lực lượng tuyệt đối, một loại ý chí hào hùng vĩ đại đánh vỡ thiên địa. Phương Hàn nắm chặt nắm tay, gần như có một loại lập tức sẽ dẫn phát đại kiếp nạn thiên quân, sau đó tung một quyền hủy diệt, tấn chức thành cảnh giới thiên quân. Thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ rằng, hiện tại chỉ có 5 thành nắm chắc, nhưng lại đang ở trong vòng vây của địch nhân, một khi thất bại lập tức tử vong. Hơn nữa lúc này lòng tin cùng tích tụ của hắn cũng không đủ. Không có nắm chắc tuyệt đối hắn sẽ không độ đại kiếp nạn thiên quân. Hắn khác biệt với người khác, địch nhân của hắn rất nhiều, một khi dẫn phát đại kiếp nạn thiên quân chỉ sợ sẽ gặp phải mọi người vây công. 5 đại thiên quân thiên đình, thần đế thần tộc, thiên quân dị giới, những người này đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Vận mệnh lôi trì thật là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, hiện tại đã triệt để dung nhập kỷ nguyên thần trận của ta, trở thành một phần của kỷ nguyên đạo. Lực lượng của ta chỉ sợ đã là chân chính đệ nhất dưới thiên quân rồi đây. Cho dù là một số lão già độ đại kiếp nạn thiên quân thất bại mà không chết kia, cũng không phải đối thủ của ta. Phương Hàn cảm nhận được lực lượng của mình, một lần tiếp một lần suy tính, quen thuộc với một ít khí tức căn nguyên của Lôi Đế Thiên Quân, toàn bộ đều được đúc khuôn lại trong cơ thể. Tất cả lực lượng thủy như lôi cùng trộn lẫn vào nhau. Lực lượng của hắn ít nhất lại gia tăng gấp 3, trình độ chắc chắn, số lượng của toàn thân tinh thể thần quốc cũng gia tăng thật lớn. Thổi một hơi, đều có thể đánh cho cao thủ như Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ bị thương, bay ra ức vạn cái không gian dị độ. Thậm chí, hắn chân chính cảm nhận được vách chắn giữa thiên giới cùng thế tục. Trên không trung hắn vạch một đường, lập tức tầng tầng sương mù không gian bình thường tàn ra. Liền hiện ra không gian thế tục phía dưới thiên giới, mênh mông vô cùng, linh khí khuyết thiếu, một cái lại một cái đại thế giới lơ lửng bên trong tinh không giới thế tục. Thậm chí Phương Hàn cảm thấy nếu mình dùng hết lực lượng toàn thân, có thể đánh vỡ chướng ngại từ thiên giới thoát đi về đến bên trong thế tục. Hơn nữa, Phương Hàn nhìn thấy được đại thế giới huyền hoàng bên trong thế tục. Lúc này đại thế giới huyền hoàng là một mảnh tĩnh mịch, cô độc lơ lửng bên trong tinh không, không có chút sinh cơ. Thậm chí không có thái dương hàng tinh nào chiếu rọi, trên mặt nó đã không còn có sinh linh nào. Phương Hàn nhìn thấy thế liên tục lắc đầu. Đại thế giới huyền hoàng hiện tại đã không có tu sĩ, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục lại sinh cơ. Diễn biến đạo thuật, tuy rằng nói ở thiên giới một ngày, ở thế tục là một năm, nhưng đại thế giới huyền hoàng trải qua đại kiếp nạn thần tộc, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thế tục hiện tại đối với thiên giới mà nói là nơi để trục xuất lưu đày. Nguyên thủy khí cũng không có, càng đừng nói linh mạch gì. Cho dù là linh mạch bậc 9 phẩm chất thấp kém nhất của thiên giới đều có thể tạo nên ra một đám cao thủ thiên tiên. Thu hồi pháp lực lại, Phương Hàn đối với thế tục đã không còn gì lưu luyến. Thiên giới mới là chiến trường tranh phong cuối cùng của hắn. Bên trong thần ngục thiên đình này, chính là thiên lao. Nghe đồn bên trong giam giữ ma đầu thái cổ, độ kiếp thất bại mà không chết Xích Hải Ma Tôn. Không biết Xích Hải Ma Tôn có quan hệ gì với Xích Uyên Ma Tôn hay không? Xích Uyên Ma Tôn chỉ là một lũ ý niệm mà năm đó có thể khiêu chiến với thế gian tự tại vương Phật, tối thiểu Xích Uyên Ma Tôn cũng có thể là cao thủ cấp bậc thiên quân, hoặc có lẽ Xích Uyên Ma Tôn là thiên quân chuyển thế. Phương Hàn thầm suy tính ở trong lòng. Trên đường đi, từng mảng vách tường thần ngục này nơi nơi vỡ tan. Sau đó, bên trong những vách tường trong suốt tan vỡ thành một mảng hỗn độn kia, toàn bộ thần ngục hoàn toàn hóa thành hư ảo. Từ nay về sau, thiên đình không còn có cơ cấu thần ngục này nữa. Toàn bộ đệ tử kiêu ngạo ương ngạnh trong đó đều bị tiêu diệt, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người hoan hô nhảy múa ăn mừng. Đương nhiên, còn có một số đệ tử chấp pháp thần ngục đang ở ngoài thiên đình chiến đấu. Tuy nhiên đó đều là một số tôm tép, cá con không ảnh hưởng tới đại cục. Phương Hàn hủy diệt toàn bộ thần ngục, lại lần nữa bước vào chỗ lao tù ở sâu nhất trong thiên đình. Đây là thiên lao, chân chính thiên lao, giam giữ tù phạm trọng yếu, bên ngoài vốn là đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình trông coi tù phạm, còn có một số trưởng lão thần ngục, 3 đại tổ hoàng lôi đình. Tuy nhiên hiện tại những người này toàn bộ đều bị Phương Hàn giết chết, cho nên thiên lao hiện giờ không có người canh giữ. Phương Hàn, lá gan của ngươi quả thực là lớn nha. Thần ngục thiên đình cứ như vậy bị hủy diệt trong tay ngươi. Hiện tại ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể chân chính trở thành thiên quân. Tương lai ta sống lại cũng không phải không có khả năng. Vang lên tiếng nói của Thiên Thiện Phật Hoàng, là Phương Hàn lại triệu hoán hắn đi ra. Kỳ thật hiện tại, thực lực của Thiên Thiện Phật Hoàng đã không còn trợ giúp được gì cho Phương Hàn. Hoàng giả cỡ như hắn, trong nháy mắt là Phương Hàn có thể tiêu diệt cả 10 mạng. Tuy nhiên ở thời điểm khó khăn nhất, Thiên Thiện Phật Hoàng đã trợ giúp Phương Hàn. Hiện tại đạo thuật của hắn đã tới một mức độ hoàn toàn không lo lắng sinh mệnh trôi qua. Hơn nữa tiểu túc mệnh thuật đã đạt tới cảnh giới cao nhất, diễn biến dấu ấn trong cánh cửa vĩnh sinh đã hóa ra vĩnh sinh khí. Cho nên hắn liền trực tiếp không tiếc tiêu hao thọ mệnh, triệu tập Thiên Thiện Phật Hoàng ra, cho ở trong kỷ nguyên thần trận của mình tu luyện, về sau tấn chức thiên quân sẽ tìm cơ hội giúp cho Thiên Thiện Phật Hoàng sống lại nguyên vẹn. Ta tấn chức thiên quân đã không phải là hy vọng xa vời, thiên quân tối cao cũng không phải xa không thể thành tựu như trước kia. Phương Hàn đối thoại cùng Thiên Thiện Phật Hoàng, mỗi lần sử dụng tiểu túc mệnh thuật sống lại Thiên Thiện Phật Hoàng một khác, Phương Hàn còn bị tiêu hao rất nhiều thọ mệnh. Thế nhưng hắn sử dụng cảnh giới thiên địa đồng thọ hơi chút hô hấp, tinh khí trong thiên địa cuồn cuộn mà đến, bù lại thọ mệnh bị tổn thất. Đây là hắn quá mức mạnh mẽ. Cường giả thiên địa đồng thọ bình thường tuyệt đối không có tốc độ khôi phục thọ mệnh dồi dào như hắn. Đây là thiên lao của thiên đình. Thiên Thiện Phật Hoàng vừa tu luyện, vừa quan sát cảnh vật bốn phía. Nhìn Phương Hàn bước tới thần ngục, xuất hiện một nhà tù tối tăm, mang theo trong không khí mùi mục nát, không khỏi cảm khái nói: thời Tạo Hóa Tiên Vương còn tại vị, Phật giới thượng cổ chúng ta giao chiến cùng thiên đình, không biết bao nhiêu hoàng giả Phật giới bị bắt đi, nhốt trong thiên lao này. Đáng tiếc không biết hiện tại có ai còn sống hay không. Những hoàng giả Phật giới này nếu còn tại thế, cũng là cố nhân. Tuy nhiên ta nghĩ rất có thể đã bị luyện chế toàn bộ thành Phật chỉ rồi. Phương Hàn bước từng bước vào trong thiên lao u tối, liền thấy được nhà tù mục nát, từng cây cột đá đứng sừng sững, mặt trên còn có xích sắt cột thi thể chỉ còn lại xương cốt. Phương Hàn đi thẳng tới một khối thi cốt quan sát, khối thi cốt này là xương cốt một hoàng giả, tuy nhiên tất cả linh khí đều bị rút hết. Niên đại thật xa xưa, một đầu ở thi cốt còn đang bị xích sắt trói cột cùng phù lục phong ấn. Trong nhà tù có rất nhiều vết máu loang lổ đỏ sậm như vậy, mỗi một nhà giam đều là thi cốt bị xích, những thi cốt này đủ loại, có Thiên Long, có Phật Đà, có cường giả dị giới, có thần tộc, cũng có rất nhiều ma đầu cổ quái, cường giả, tiên nhân. Nghe đồn, năm đó một cao thủ của Vũ Hóa Môn cũng bị bắt nhốt vào thiên lao thần ngục thiên đình, bị tra tấn cho đến chết. Tuy nhiên, đây là chuyện xảy ra trước cả Vũ Hoàng, trước Vũ Hoàng cũng có cao thủ trưởng giáo Vũ Hóa Môn khác. Vũ Hóa Môn đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Phương Hàn đi từng bước một trong lao tù tối tăm này, cũng không có phát hiện người còn sống, có một số thi thể vết máu loang lổ, dường như là vừa mới tử vong, hiển nhiên là bị đệ tử chấp pháp thần ngục giết chết, sau đó rút ra pháp tắc linh hồn tế luyện pháp bảo gì đó. Toàn bộ trong thiên lao, gần như là không còn có khí tức của người sống. Phương Hàn hơi suy tính một chút liền biết, đây là thiên đình đang lúc căng thẳng, đệ tử chấp pháp thần ngục giết chết rất nhiều tù phạm trong thiên lao, luyện chế pháp bảo để tăng lên thực lực của chính mình. Thiên lao này không lớn, là một cái hành lang dài, không biết thông tới đâu. Hai bên chính là phòng giam, thiết liên, cột đá, phù văn, vết máu chính là màu sắc mãi mãi không phai. Cố khí tức, thần sắc Phương Hàn vừa động, cất bước ung dung đi vào chỗ sâu trong thiên lao. Vừa bước vào trong đó chính là một mảng ma khí tối đen, cuồn cuộn quay cuồng. Không ngờ có một vài thi thể đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình ngã vào bên trong ma khí đó. Thi thể những đệ tử chấp pháp thần ngục này hiển nhiên là nhìn trộm tù phạm trong đó, lại bị tù phạm phản kích giết chết. Tuy nhiên ma khí kia bị cấm pháp của thiên đình áp chế gắt gao, không lan rộng ra ngoài được. Bên trong không ngừng khua vang tiếng xích sắt và chạm nhau, phát ra hung uy tuyệt thế. Là chỗ nhốt một ma đầu vô địch. Phương Hàn, nơi này đúng là nhốt một ma đầu tuyên cổ. Loại khí tức này dường như chính là Xích Hải Ma Tôn trong truyền thuyết. Vì ma tôn này độ đại kiếp nạn thiên quân tuy rằng thất bại, nhưng không có chết đi. Ở ma giới thời đại thái cổ chính là một ma trong ma vương của ma thần, một trong những chiến tướng cường đại dưới trướng nguyên thủy cổ ma thiên quân. Thiên Thiện Phật Hoàng khiếp sợ nói: không sao, ta cứ giải cứu vị ma tôn này ra cho tọa trấn Vũ Hóa Môn, cũng coi như là một trợ lực rất lớn. Ánh mắt Phương Hàn lóe sáng, ngón tay phát ra một đạo kiếm khí vẫy trên không trung một cái. Lập tức ma khí đang cuồn cuộn quay cuồng kia liền bị xé mở ra. Bất cứ ma khí gì chạm phải kiếm khí này đều bị hòa tan giống như tuyết dưới ánh nắng cháy của thái dương. Ở chỗ sâu trong ma khí mơ hồ hiện ra một ma thần thân thể cao lớn, hai mắt hơi híp lại, toàn thân trần trụi trên làn da lấp lánh sáng, dường như đang ở thời kỳ toàn thịnh, không có chút dấu hiệu suy kiệt nào. Người này mơ hồ có một loại uy nghiêm bất diệt của thiên quân, đại hủy diệt của thiên địa đều không tổn hại tới hắn. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy máu huyết trong cơ thể vị ma thần này, không ngờ là từng đạo chân huyết huyền hoàng chảy xuôi trong đó. Đây cũng là cao thủ tuyệt thế đã trải qua thanh tẩy của huyền hoàng huyết. Xích Hải Ma Tôn độ kiếp thất bại nhưng không chết. Tiểu tử, không ngờ ngươi phá giải được ma khí của ta, có mấy phần bản lãnh đấy. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục rác rưởi kia muốn luyện hóa ta, bị ta giết không ít. Đệ tử chấp pháp ngươi này, cũng muốn luyện hóa ta sao? Thân thể ma thần vừa động, một cổ ma khí ngưng tụ thành ma chảo chụp xuống đầu Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn gần như bất động, hai mắt nhìn chằm chằm về phía ma chảo kia. Ma khí giữa không trung dưới ánh mắt của hắn liền tan thành mây khói, giống như gió nhẹ thổi tới. Thân thể hắn thậm chí còn tỏa sáng, chiếu sáng cả thiên lao tối đen này. Ma khí cuồn cuộn đều bị hào quang sáng ngời xua tan. Khí tức thần thánh bao phủ cả thiên lao, tràn ngập mỗi một địa phương, khiến mặt đất tỏa ra màu vàng kim rực rỡ. Thiên lao âm trầm đen tối trong khoảnh khắc trở thành quốc gia làm từ vàng ròng. Các loại khí tức mục nát trở thành hư không, chuyển biến thành phúc địa thần tiên chân lý. Động thiên tiêu giao. Mà ở trung ương của phúc địa thần tiên kia, ánh mắt ma thần kia kinh ngạc nhìn Phương Hàn, khuôn mặt thể hiện thần sắc không thể tin nổi. Ngươi rốt cục là ai? Làm sao lại có lực lượng mạnh mẽ tới vậy? Ngươi không phải là thiên quân, cảnh giới rõ ràng vẫn là thiên địa đồng thọ, nhưng lực lượng của ngươi, Xích Hải Ma Tôn, ta không phải là đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình, ta lần này tới đây là để giải cứu ngươi. Phương Hàn mỉm cười, nói với Xích Hải Ma Tôn cực kỳ mạnh mẽ tại trung ương của thiên lao kia, giải cứu ta. Xích Hải Ma Tôn trầm ngâm trong chốc lát, không khí ngưng trọng, đột nhiên bật cười ha hả. Ngươi vì sao lại cười? Phương Hàn không thay đổi sắc mặt hỏi. Ngươi trẻ tuổi, pháp lực của ngươi tuy rằng lợi hại nhưng không làm gì được ta. Nếu muốn giải cứu ta thì muốn ta làm gì? Làm nô lệ của ngươi sao? Nói khoác vừa thôi. Trên mặt Xích Hải Ma Tôn hiện lên vẻ khinh thường. Đây là thần ngục thiên lao, ngươi lén lút đi vào. Bên trong thần ngục cao thủ nhiều như mây, cũng có vận mệnh lôi trì trấn áp. Dù ngươi có giải cứu được ta thì chỉ sợ cũng không thể ra nổi. Thật không? Ta khiêng chuyện lén lút tiến vào, thần ngục đã không còn. Từ đệ tử Kim Tiên tới cổ hoàng, thậm chí cả Lôi Đình Tam Tổ Hoàng cũng đều bị ta giết chết. Vận mệnh lôi trì sao? Đã trở thành một bộ phận của thân thể ta rồi. Phương Hàn khoát tay, hai tay thể hiện một bức họa đồ. Chính là cảnh mình đánh tan thần ngục, chém giết rất nhiều cổ hoàng toàn trường, cùng cả cảnh thần ngục thiên đình biến thành hỗn động, tất cả mở ra, để cho Xích Hải Ma Tôn trực tiếp nhìn thấy. Cái gì? Xích Hải Ma Tôn khiếp sợ ngây ra. Thủ pháp quay ngược thời gian của Phương Hàn hắn phi thường rõ ràng, chuyện trước đó hiện lên như cảnh tượng chân thật mới xảy ra vậy. Ánh mắt hắn mở to giống như chuông đồng. Ngươi đơn thương độc mã diệt toàn bộ thân ngục, vạn mệnh lôi trì cũng bị ngươi đốt. Ngươi rốt cục là ai? Ngươi to gan lớn mật, chẳng lẽ không sợ thiên quân tới giết ngươi sao? Vận mệnh lôi trì là vận mệnh tử của Lôi Đế Thiên Quân, hắn khẳng định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Tìm ta báo thù thì ta phải sợ hắn sao? Hắn không giết được ta. Sắc mặt Phương Hàn vẫn luôn bình tĩnh. Hắn lúc chưa cắn nuốt vạn mệnh lôi trì thì Lôi Đế Thiên Quân đã không giết nổi hắn, hoàn toàn có thể ung dung chạy trốn. Hiện giờ cắn nuốt vạn mệnh lôi trì, Lôi Đế Thiên Quân lại càng không thể giết nổi hắn. Hắn vận dụng bí thuật vô song suy tính ra, biết mình tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới thiên quân, trừ thiên quân ra thì không có ai còn mạnh hơn mình. Đây là một loại tự tin đến từ bên trong, một tín niệm bách chiến bách thắng. Được rồi, Xích Hải Ma Tôn, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục ta, để ta độ hóa, trở thành người bảo vệ vô thượng cho Vũ Hóa Môn ta. Thứ hai, lập tức sẽ chết. Ta cũng không ngại giết ngươi, luyện hóa làm phong phú thêm văn minh sử ma đạo của ta. Nghe đồn ngươi là một quái vật độ kiếp thất bại nhưng không chết. Ta luyện hóa ngươi sẽ tích tụ càng nhiều hơn nữa. Phương Hàn giơ tay lên. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Thần phục ngươi. Ngươi rốt cục lộ mặt thật rồi. Ánh mắt Xích Hải Ma Tôn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Phương Hàn hồi lâu rồi nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, phi thường mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu muốn giết ta, luyện hóa ta thì còn kém một chút. Ta sớm đã luyện thành bất diệt thuật trong cổ ma kinh nguyên thủy. Thân thể cũng lại được cổ ma thiên quân nguyên thủy gia cố. Cho dù là Lôi Đế Thiên Quân cũng không thể luyện hóa ta. Ngươi có thể mạnh mẽ hơn Lôi Đế Thiên Quân sao? Thật không? Ánh mắt Phương Hàn xuất hiện một đạo hàn quang, trong nháy mắt đã suy tính cả ngàn triệu lần. Liền suy tính ra bên trong thân thể Xích Hải Ma Tôn quả nhiên có một luồng ma loại bất diệt đang cùng hào quang lôi đình tranh đấu. Ít nhất đã tranh đấu cả triệu năm. Đây thực có thể là ý niệm của cổ ma thiên quân nguyên thủy và ý niệm của Lôi Đế Thiên Quân. Lôi Đế Thiên Quân gieo trồng lôi loại trong cơ thể Xích Hải Ma Tôn, mà cổ ma thiên quân nguyên thủy cũng hạ ma loại trong thân thể hắn. Hai loại hạt giống này không ngừng đối kháng, một công một thủ. Cuối cùng không ngờ Xích Hải Ma Tôn là kỳ tài trời sinh, mượn hai loại lực lượng này ngược lại dung hợp tranh đấu hoàn mỹ, sáng lập ra kỳ cảnh, khiến lực lượng bản thân không ngừng tăng cường. Nguyên nhân là vì thế cho nên không ít đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình không biết trời cao đất rộng muốn vào luyện hóa Xích Hải Ma Tôn đều bị giết chết. Mà bên trong thần ngục cũng có không ít cao thủ cổ hoàng nhưng cũng không chọc tới vị ma tôn này. Không tồi, tốt lắm. Xích Hải Ma Tôn, ngươi không ngờ có thể dùng lực lượng của hai đại thiên quân tranh đấu, khiến bản thân lớn mạnh, thật sự rất lợi hại. Phương Hàn gật gật đầu. Xem ra quái vật độ kiếp thất bại không chết quả nhiên đều có cơ trí quỷ thần khó lường. Người trẻ tuổi, ngươi giờ còn có ý nghĩ độ hóa ta không? Đôi ma nhãn của Xích Hải Ma Tôn nhìn thật sâu vào trong đồng tử của Phương Hàn, triển khai ma công tuyệt thế, ý đồ khống chế tinh thần Phương Hàn. Châu chấu đá xe. Ánh mắt Phương Hàn chuyển động, lập tức một đạo tinh quang bắn ra. Ánh mắt hai người va chạm, tiếng nổ giang trời vang lên. Thân thể Xích Hải Ma Tôn lay động liên tục mà Phương Hàn vẫn không nhúc nhích. Cao thấp đã thể hiện rõ. Pháp lực của Phương Hàn hiện giờ đã tới cảnh giới hiếm ai sánh bằng, chân chính là đệ nhất giới thiên quân. Xích Hải Ma Tôn rất mạnh, nếu ở trong thiên giới thì ít nhất cũng có thể tiến vào 3 người đứng đầu trong thiên quân dự khuyết bảng. Đáng tiếc so với Phương Hàn thì hắn còn kém một chút. Gian ngoan mất linh. Ánh mắt Phương Hàn đánh tan khống chế tinh thần của Xích Hải Ma Tôn. Sắc mặt đột nhiên lạnh như băng. Xích Hải Ma Tôn, ta sở dĩ không lập tức luyện hóa ngươi cũng bởi ngươi là có quan hệ với bạn tốt Xích Uyên Ma Tôn của ta. Hiện giờ ngươi gian xảo như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào, đành phải trấn áp ngươi rồi nói sau. Vừa nói, trên thân thể Phương Hàn liền xuất hiện một luồng khí thế. Cả người bành trướng ra, pháp lực tăng lên gấp 10, 50, 100 lần, 300 lần. Hắn thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền tăng cường chiến lực, muốn dùng một quyền đánh cho Xích Hải Ma Tôn mất mạng. Cái gì? Xích Hải Ma Tôn chấn động. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, lực lượng 300 lần chiến lực. Sao lại có thể khủng bố tới vậy? Phương Hàn vốn thi triển ra 300 lần chiến lực đã kinh thiên động địa, hiện giờ lại nuốt vạn mệnh lôi chỉ, pháp lực bản thân lại càng tăng lên. 300 lần chiến lực mở ra gần như có thể chống lại một kích chân thân của thiên quân. Chờ một chút. Xích Hải Ma Tôn vội điên cuồng gào thét liên tục. Ngươi có quan hệ gì với Xích Uyên sư huynh? Xích Uyên sư huynh không phải bị thế gian tự tại vương Phật giết sao? Chẳng lẽ thân thể chuyển thế xuất hiện? Không chờ đợi gì cả, ngươi kháng cự ta đã là tội không thể tha, lại còn có ý đồ khống chế tinh thần và suy nghĩ ta, phạm phải tội chết. Ta không trừng phạt ngươi thì ngươi còn tưởng ta yếu đuối có thể đùa giỡn. Cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu ngươi có thể không chết dưới một chiêu tạo hóa thần quyền thì ta sẽ không giết ngươi, thu ngươi làm nô bộc. Nếu tiếp không nổi thì chỉ còn trách thực lực của ngươi quá yếu. Vẫn ngắn mệnh bạc mà thôi. Thân sắc Phương Hàn trang nghiêm, giống như tiên vương chí tôn nắm giữ đại đạo thưởng phạt vô thượng thời thượng cổ. Không để cho Xích Hải Ma Tôn giải thích gì thêm. Tạo hóa thần quyền đã vận chuyển đánh tới. Có lực lượng khai thiên, có tinh thần tạo hóa. Xích Hải Ma Tôn nếu đã cự tuyệt hắn thì dù giết chết cũng không sao cả. Người phản kháng ý chí của mình đều phải chết. Đó chính là thiên quân đạo. Quản vương của trời đất, trời cũng phải thuần phục dưới chân. Đó chính là thiên quân đạo. Kẻ không hàng phục thì phải tan biến, chém giết hết dị đoan, sáng lập đại đạo vô địch. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Toàn thân Xích Hải Ma Tôn gần như bùng nổ. Xích sắt phong tỏa thân hắn cũng thẳng tắp ra. Từng luồng phù lục bùng nổ, biến thành cho bụi. Hắn đã triệt để giải thoát, bỗng nhiên kêu gọi. Thiên ngoại ma cảnh, thiên ngoại chỉ thiên, ma ngoại chỉ ma. Liều mạng, một đám thiên ngoại ma cảnh, lầu son gác ngọc đột nhiên hiện ra. Ma đầu hình thù kỳ quái theo thiên ngoại ma cảnh giáng lâm. Những ma đầu này bất đồng rất lớn với cổ ma. Là ma ngoại chi ma từ thiên ngoại giáng xuống, đến không ai biết, đi không ai hay, căn bản không thể khắc chế, cũng căn bản không thể chống cự. Nhưng ngay vào khoảnh khắc khi thiên ngoại ma cảnh giáng xuống, trong tạo hóa thần quyền của Phương Hàn xuất hiện một luồng Phật quang kết hợp với tạo hóa thần quyền đánh ra. Tất cả ma cảnh, thiên ngoại thiên, ma ngoại ma đều tan thành mây khói. Một thần quyền có thể so với một kích từ chân thân của thiên quân đánh thẳng lên cơ thể Xích Hải Ma Tôn. Vào khoảnh khắc khi thần quyền đánh lên ngươi, toàn bộ thiên lao lập tức biến thành hư ảo. Tất cả xích sắt, nhà tù, cửa, cột đá, toàn bộ đều biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian. Xích Hải Ma Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Thân thể bùng nổ. Cuối cùng còn lại hai luồng nguyên hạch, một luồng chính là ma loại, còn một chính là lôi loại do Lôi Đế Thiên Quân gieo vào. Ngoài ra còn một luồng khí tức mỏng manh quấn quanh hai đại nguyên hạch này, lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Đúng lúc này chỉ cần một kim tiên nho nhỏ cũng có thể tiêu diệt cổ ma tiếng tăm lừng lẫy này. Khí tức mỏng manh của Xích Hải Ma Tôn từ trong nguyên hạch truyền ra. Ta cam nguyện thần phục, lực lượng của ngươi hơn xa ta. Đừng hủy diệt nguyên hạch của ta, nếu không tất cả tu vi của ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, như ngươi mong muốn. Sắc mặt Phương Hàn không thay đổi, phất tay một cái, một luồng nguyên khí khổng lồ hiện lên trong tay hắn. Bên trong có huyền hoàng huyết lôi do huyền hoàng huyết tạo thành đang chấn động. Đây là nguyên khí do thân thể Xích Hải Ma Tôn biến thành bị Phương Hàn trực tiếp đánh tan. Đám nguyên khí này là tinh hoa sinh mệnh của ngươi nhưng tụ thành thân thể một lần nữa đi. Phương Hàn cầm đám nguyên khí chứa huyền hoàng huyết kia, kết hợp với hai nguyên hạch trong không trung, không ngừng nhấp nháy. cuối cùng không ngờ biến thành nguyên hình ma thần của Xích Hải Ma Tôn. Thân thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ thành công. Chỉ có sắc mặt hắn là hơi tái nhợt, nguyên khí tổn thương một chút mà thôi. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền có lực lượng tương đương với một kích của thiên quân. Pháp lực của ngươi rất khủng bố. Xích Hải Ma Tôn được Phương Hàn thả ra, thành công ngưng tụ hình thể, mất đi hung uy của cổ ma thần, nhìn Phương Hàn hơi kiêng kỵ. Phương Hàn cũng không muốn giết người này, đương nhiên là bởi vì hắn có quan hệ với Xích Uyên Ma Tôn. Nếu không thì ngay cả ma loại của cổ ma nguyên thủy và lôi hạch của Lôi Đế Thiên Quân cũng bị hắn luyện hóa toàn bộ rồi. Với thực lực của hắn hiện tại thì sau khi luyện hóa vận mệnh lôi trì xong, tùy ý cắn nút cổ hoàng và tiên khí vương phẩm cũng không gia tăng thêm bao nhiêu công lực. Nhưng cao thủ như Xích Hải Ma Tôn lại rất hiếm có. Quái vật độ kiếp thất bại không ngờ còn giữ được một tia linh thức. Cắn nút nhân vật như vậy có lợi rất lớn. Tuy nhiên Phương Hàn biết mình cũng không có năng lực chỉ dựa vào cắn nút mà gia tăng tu vi, mà phải chịu thiên truy bách luyện một thời gian, củng cố toàn bộ tu vi, trí nhớ, tăng trưởng hơn nữa. Đối với hắn thì hiện tại tu luyện củng cố có tác dụng hơn so với cắn nút. Hiện tại ngươi phải theo ta. Phương Hàn đột nhiên phất tay, đánh ra một đạo Phật quang, tiến vào trong cơ thể Xích Hải Ma Tôn. Đây là Phật quang trong thế gian tự tại vương Phật, có thể khống chế tuyệt đối. Hơn nữa Phương Hàn vừa rồi khi đánh tan thân thể Xích Hải Ma Tôn ngưng tụ một đám nguyên khí huyền hoàng huyết kia cùng đã rót vào ý chí của mình, có thể hoàn toàn khống chế Ma Tôn này. Không thi triển chút thủ đoạn, hắn cũng không tin rằng Ma Tôn này sẽ thực sự chịu để mình nắm trong tay. Xích Hải Ma Tôn cũng không biểu hiện gì. Nhìn Phương Hàn thi triển cấm pháp lên thân thể mình, biết mình có phản kháng cũng phí công. Nhân vật như Phương Hàn căn bản hắn không thể chống lại. Đã là người tiếp cận thiên quân nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới, muôn phương vũ trụ. Đi thôi, Xích Hải Ma Tôn. Ngươi phải theo ta. Không thể xông loạn. Hiện tại ta có chuyện cần làm. Sẽ từ trong thiên đình đi ra. Cấm pháp của thiên đình rất lợi hại. Thiên quân cũng không có năng lực tiến vào. Chỉ có chí bảo tam thập tam thiên và tạo hóa thần quyền của ta mới có thể ra vào tự do. Phương Hàn cất bước, cũng không cần biết Xích Hải Ma Tôn thế nào. Hắn biết Ma Tôn này muốn ra khỏi thiên đình thì phải đi theo mình. Nếu không sau khi ra ngoài nửa bước cũng khó đi. Xích Hải Ma Tôn quả nhiên đi theo sau. Ma Tôn này tu vi đã tới bậc nào? Nếu có thể tiến vào thiên quân dự khuyết bảng, thậm chí ở 3 hạng đầu thì hắn tự nhiên có thể nhìn ra sự hung hiểm ở nơi này. Mọi nơi trên thiên đình đều có cấm pháp cực mạnh, không có Phương Hàn hắn nhất định sẽ bị nhốt lại. Hiện giờ Phương Hàn vô cùng đắc chí, chuẩn bị ra khỏi thiên đình, chiếm được bí mật đan giới mà hắn muốn, giết chết 2 kẻ thù là Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương, diệt toàn bộ thần ngục thiên đình, đoạt được vạn mệnh lôi trì, thu Xích Hải Ma Tôn. Tất cả đều là thu hoạch lớn, nếu còn muốn lấy thêm thì thực sự quá tham lam. Thiên quân đánh tới thì thật phiền toái. Lôi Đế Thiên Quân hiện giờ đã biết chuyện này, có thể sẽ đưa phân thân hắn tới. Một phân thân của thiên quân còn tốt, chẳng may lại xuất hiện vài cái thì đúng là tránh không được mối nguy mất mạng. Cho nên hiện giờ hắn phải lập tức rời khỏi thiên giới, tìm kiếm một địa phương tiêu hóa toàn bộ những thứ mình đoạt được. Dù sao thì nguyên khí thiên mạch hấp thu như vậy cũng đủ rồi. Ít nhất cũng đủ để bản thân thi triển 1000 lần uy lực bùng nổ của 300 lần chiến lực. Thân thể hắn bay vọt lên, hóa thành một luồng khí tạo hóa, dung nhập hoàn mỹ vào trong cấm pháp của thiên đình, đồng thời bọc lấy Xích Hải Ma Tôn. Xuyên ra ngoài thiên đình, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Thần ngục thiên đình đã bị ta tiêu diệt toàn bộ, không biết sẽ tạo thành dung chuyển thế nào. Nhưng ta thật sự muốn nhìn xem khi cả Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương thì toàn bộ thiên đình có nổi điên hay không. Trong khoảnh khắc Phương Hàn bay ra khỏi thiên đình, trong lòng vẫn nghĩ về điều này. Vừa rời khỏi thiên đình, khí tức chiến tranh vô tận liền bao phủ cả hư không. Man tộc, thần tộc, dị giới, các loại cao thủ bố trí thành liên quân, ngày đêm không ngừng oanh kích thiên đình. Chiến tranh vĩnh viễn không ngừng, không biết phải tiếp diễn tới năm nào tháng nào. Một ít khí tức của thiên quân ẩn giấu sâu trong một số thế giới, tọa trấn quan sát chu thiên. Tu vi hiện tại của Phương Hàn không phải là yếu, đã có thể cảm nhận sâu sắc khí tức của thiên quân. Lập tức hắn liền cảm nhận 7 đại thần đế của thần tộc liên kết thành đại trận, dường như chuẩn bị thúc giục tạo hóa thần khí đại phủ chém rách thiên đình. Thánh vương thủy tổ thần tộc, tuổi thọ đã hết, dường như khó có thể thức tỉnh. Tạo hóa thần khí đại phủ sinh ra cùng hắn chỉ sợ cũng không còn thọ được bao lâu nữa, đang bị vây trong hồi quang phản chiếu. Nếu ta có thể đoạt được thân thể 2 người này, đột nhiên Phương Hàn sinh ra một suy nghĩ lớn mật. Còn cả lực lượng nòng cốt của thế giới thụ chân chính ở bên trong thần giới, chính là cơ sở của thần giới. Nếu ta chiếm được thì thậm chí có thể khiến thế giới thụ hoàn chỉnh trở lại. Đến lúc đó nó cũng sẽ là một kiện pháp bảo lợi hại. Hiện giờ thế giới thụ của Phương Hàn, Hoang Thần Thi đã không còn tác dụng gì, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng tu vi càng cao thâm hơn, hiểu rõ thần sắc, Phương Hàn biết bản thân thế giới thụ có thể so với chí bảo của Tiên Vương, nếu không thì cũng không khiến Thủy Tổ Thánh Vương và Tạo Hóa Thần Khí Đại Phủ có lực lượng lớn như vậy. Hiện giờ thế giới thụ trên thân thể Phương Hàn mới chỉ là một bộ phận rất nhỏ của thế giới thụ. chẳng khác gì một hạt bụi trên cả tinh cầu. Lực lượng không lớn, không thể hiện ra sự huyền diệu của nó. Nếu có thể có được lực lượng nòng cốt chân chính của thế giới thụ thì có thể đánh vỡ giới hạn thiên nhân kia. Hiện giờ Phương Hàn trở thành thiên quân đã là chuyện chắc chắn 100%, cũng chẳng còn khả năng nào khác. Hắn suy tính ra đầu tiên là phải có tạo hóa thần đan đang ngủ say trong đan giới, dung nhập vào cơ thể, tích tụ đủ lực lượng liền lập tức có thể tấn công lên thiên quân đại đạo. Thứ hai chính là có được thế giới thụ đầy đủ thì mới có thể tích tụ được lực lượng. Thứ ba là có thể lấy được một thi thể thiên quân đã chết, sau đó thi triển ra thuật huyết nhục dung hợp, triệt để hoàn toàn đoạt lấy thân thể thiên quân này. Ba loại phương pháp này đều thực khó khăn. Chìa khóa đan giới chưa có, căn bản không thể tiến vào trong đó. Cướp thế giới thụ sẽ phải đối kháng với toàn bộ thần giới, còn tìm kiếm thi thể thiên quân chết đi kia lại là chuyện khó tìm muôn đời. Ha, thi thể thiên quân đã chết. Phương Hàn đột nhiên máy động tâm thần, nhớ tới một hình ảnh. Hình ảnh kia là một quan tài thật lớn, chẳng phải Hoa Thiên Đô tu luyện ở phía trước quan tài sao? Thi thể Hoa Thiên Quân nằm trong quan tài đó. Thi thể thiên quân, Hoa Thiên Quân không phải có thật không? Với tu vi hiện tại của ta thì nếu tìm được thân thể của Hoa Thiên Quân nhất định có thể trực tiếp đoạt giá. Với thuật ký thác huyết nhục, đoạt lấy tất cả, cưu chiếm thước xào. Sau đó tấn công vào thiên quân thì sợ rằng lúc đó nắm chắc 100%. Trái tim Phương Hàn đập kịch liệt. Hắn lập tức bắt đầu suy tính vị trí của Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên trong cõi u minh, hắn cũng chỉ có thể suy tính ra một bóng dáng mơ hồ. Dường như có một lực lượng rất mạnh mẽ triệt để phong tỏa tất cả thiên cơ của Hoa Thiên Quân vậy. Với đạo hạnh của Phương Hàn không ngờ suy tính cũng vô cùng khó khăn. Hoa Thiên Đô không ở bên trong thiên đình, nếu không khẳng định ta có thể cảm ứng được. Tuy nhiên Hoa Thiên Đô rốt cục đang ở địa phương nào? Đoạt lấy thi thể của người này có khả năng cao hơn. Quên đi, vẫn cần củng cố tu vi. Động sinh ra từ tĩnh, khẳng định có thể suy tính ra. Lực lượng hiện tại của ta cũng đủ tìm hiểu được sự tình của một thiên quân. Tuy nhiên Hoa Thiên Đô kia đang muốn hợp nhất vào làm một với Hoa Thiên Quân sao? Sau đó đột nhiên xuất thế. Đúng, Hoa Thiên Đô khẳng định là tính như vậy. Phương Hàn ra khỏi thiên đình, vô thanh vô tức. Hiện giờ hắn lại càng không có chút khí tức khói lửa. Kỷ nguyên thần trận cô đọng, trong lúc nhoáng lên thì cả thiên quân cũng khó có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Hắn trực tiếp từ thiên đình trở về Vũ Hóa Môn. Cổ thành Trung Châu đã hoàn toàn bị phong tỏa, đồng thời lực lượng bành trướng ra bên ngoài, vô số đệ tử kim tiên của Vũ Hóa Môn, đệ tử tổ tiên, trưởng lão nguyên tiên, thánh nhân đều ra ngoài chiến đấu, chém giết các loại man tộc, thần tộc, thú tộc, dị giới. Đại quân liên tiếp bại lui. Đại quân xâm lấn lần này, kiếp số vô thượng lần này là một cơ hội cho đệ tử Vũ Hóa Môn rèn luyện. Bên trong Vũ Hóa Môn, thời gian gia tốc trong thiên quốc, bên ngoài là một canh giờ thì bên trong đã là cả ngàn năm tháng. Rất nhiều đệ tử tu luyện ngàn năm liền ra ngoài công kích, đánh giết yêu thú. Bên trong chiến đấu thảm liệt, có lĩnh ngộ liền lập tức trở lại bên trong thiên quốc tu luyện. Hiện tại Vũ Hóa Môn đã hoàn toàn mở rộng cung ứng cho đệ tử. Linh mạch vương giai, nguyên khí linh mạch thánh giai cũng không thiếu. Các loại đan dược, tài liệu phân phát ra như nước chảy. Mỗi một đệ tử đều cảm động rơi nước mắt, thề vì môn phái mà cống hiến. Vũ Hóa Môn giờ khắc này thật giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, triệt để hoàn toàn vận chuyển. Không có gì khác, tài nguyên thực sự rất dày. Phương Hàn đoạt được nguyên khí linh mạch, rất nhiều pháp bảo trong 18 tầng kho báu thiên đình, quả thực có thể sáng lập ra 10 đại giáo siêu cấp vô thượng. Suy nghĩ một chút, mấy trăm vạn linh mạch phương giai khiến cho da đầu người ta phải run lên. Còn có cả ngàn vạn viên tiên đan thánh phẩm, vô số pháp bảo tài liệu. Vũ Hoàng là một người quản lý chân chính có phong phạm của giáo chủ một đại giáo vô thượng, một mặt tự mình tu luyện, một mặt quản lý ngăn nắp toàn bộ môn phái. Tu luyện phân phát, thưởng phạt, truyền thụ. Những chuyện của môn phái này hắn đều làm cẩn thận. Thủ đoạn quản lý của Phương Hàn thật ra không mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên nếu Phương Hàn toàn lực suy tính thì tất nhiên có thể chu đáo, nhắm vào sở trường, tính cách của đệ tử mà sắp xếp phương pháp bồi dưỡng huấn luyện đặc thù cho từng người, khiến cho mỗi người đều có thể thành thiên tài. Nếu hắn lên làm trưởng môn, toàn lực bồi dưỡng đệ tử môn phái thì không tới 1000 năm. Thực lực tổng hợp của Vũ Hóa Môn khẳng định có thể vượt qua một đại giáo vô thượng, bởi vì năng lực của hắn đã tương đương với quang não vô địch trong văn minh khoa học kỹ thuật thượng cổ. Mỗi một chi tiết rất nhỏ mà bản thân đệ tử không thể phát hiện ra đều có thể thu được lợi ích lớn. Tuy nhiên hiện tại hắn không có thời gian này. Hắn còn phải thăng cấp lên thiên quân rồi mới hay. Trở lại bên trong Vũ Hóa Môn, hắn liền thấy Vũ Hoàng đang nhắm mắt tu luyện. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.